Đây, cái này là cái thu đúng không? Thu chi đúng không? Đây là các bạn nè. Các bạn vào khoản thu thì nó lấy ra thu đúng không? Và khoản chi thì nó sẽ lấy ra chi đúng không? Ok chưa? Đấy. Thì bây giờ các bạn đang muốn dùng chung cái adapter này. Được chưa? Bây giờ cô sẽ dùng chung nè. Bây giờ cô sẽ đây là khoản thu chi fragment. Đấy, khoản thu chi fragment. Cô sẽ làm một cái khoản gọi là khoản chi đi. Chi fragment. Cô copy anh này thôi nha, cho nhanh. Chi nha. Đó, cái này là chi fragment. Chi nha. Ai biểu tên 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 population. Trời ơi. Khoản thu chi nè, cô căn C căn V nè. Cái này tôi để là chi luôn nha. Cái này là thu rồi. Để chi. Ok. Tech view này tôi bỏ đi nè. Hoặc là để cũng được mà tôi để bừ lên. Cô cái này tách là khoản chi. Ok. Đó, ok chưa? Này sai cái view rồi. Cái anh này chi fragment này là nó hết lỗi rồi. Bây giờ nè, chúng ta sẽ dùng chung cái adapter, đúng chưa? Dùng chung cái adapter, dùng chung cái này, chỉ thay cái này bằng cái chi thôi, đúng chưa? Ok, cô chỉ tạo thêm hai cái đấy thôi, còn cái down và tất cả mọi thứ cô không hề tạo lại nha. Cô không hề tạo lại bất cứ một cái gì, cô đang dùng chung hết nha. Giờ cô thay cái này bằng chi thôi. Giờ cô thêm dữ liệu nè, DB helper nè. Cái này là cô thêm cái loại này là thu nợ, là đang thu đúng không? Bây giờ chi nè, insert thêm dữ liệu nè. Cái này là chi ăn uống tháng 7. 7 đi ha. Đấy. Đây là khoản chi. Khoản chi bây giờ mấy? 4 là 5 nè. Rồi, 5 là sẽ sinh hoạt đúng không? Đúng chưa? Rồi. Tiền du lịch. Du lịch Đà Nẵng ha. Du lịch Đà Nẵng. Ôi nói đùa chứ đừng nói. Trên mạng vừa rồi có một cái clip mà nó gì gì đó. Đùa giỡn, đùa giỡn. Cái đấy bị xử lý luôn. Du lịch Hà Nội đi ha. Không, cô để 6 tháng 6 đi chứ vấn đề gì cả. Ngày 2 tháng 6 chưa vấn đề gì cả, đi Hà Nội. Đây, du lịch là khoản thứ 6 ha. À thứ 7, đúng không? Ai đi, cô đoán ai đi là 7. Rồi ok, bây giờ nhìn nào. Cô sẽ từ trang chính này cô sẽ nhảy qua chi, đúng không? Đây, click chuột. À hình như chúng ta chưa làm click chuột thì phải. Chưa, đúng không? Bây giờ cô thêm vô nào. Fragment thu thì cô sẽ để nó là khoản thu chi fragment. Rồi con chi thì cô để là chi fragment. Được chưa? Rồi ở đây chưa có cái này, ở đây thêm cái này vô. Được chưa? Cô không phải để trong từng cái mà ở đây cô bỏ cái tót này đi.
Xóa luôn. Thầy cốt nó ngắn hơn không? Cô không phải bốc cái này, cô bỏ trong từng cái, hiểu không các bạn? Mà cô bỏ fragment đây, còn cô gọi chung một cái nè. Thấy chưa? Rồi chạy lại nè. Khoan, bây giờ trước khi chạy lại, cô sẽ uninstall cái này. Hoặc là cô đổi lại version nó cũng được các bạn ha. Cái nào cũng được. Cái của cô đâu rồi? Trời trời. Cô bấm lên. Đây, mã số sinh viên nè. À, không phải cái này. Có phải không ta? Mình là LT mà. Sao lại mã số sinh viên? LT 153 mà ta. Ủa, mã số sinh viên nó xem mình à? Để cái này à? Ok. Rồi, chạy lại nè. Chạy lại này nó sẽ có dữ liệu nha các bạn. Rồi bây giờ ta coi là Thu và Chi nó có lấy đúng không nha. Hiện tại là cô làm một cái adapter, một cái DAO, đúng không? Chỉ khác hai cái fragment thôi. Một cái adapter, một cái DAO. Vậy khác ở chỗ nào nè? Bữa trước cô demo các bạn nè, cái DAO nè. Cô truyền một cái chuỗi gọi là chuỗi trạng thái. Nếu truyền Thu thì nó sẽ lấy cái Thu ra, nếu truyền Chi nó sẽ lấy Chi ra. Cái này là Thu đúng không? Cái này Chi đúng không? Nhẹ nhàng chưa? Rất dễ đúng không? Quay lại Thu nè. Thu đúng không? Ok. Đồng ý chưa? Bây giờ sửa nè. Vấn đề các bạn gặp là các bạn sẽ vấn đề gặp là gặp ở chỗ sửa đúng không? Sửa với xóa giống nhau. Sửa với xóa giống nhau. Bây giờ tôi xóa trước đi. Xóa dễ hơn, tại vì sửa ta phải làm một cái gì ạ? Một cái layout để sửa. Để sửa đúng không? Bây giờ mình xóa trước đi. Được chưa? Bây giờ muốn xóa thì mình sẽ phải lấy cái anh này, mình lấy cái ID của nó thì mình sẽ vào cái adapter. Đây. Recycle view adapter. Đây các bạn nhìn nha. Sửa xóa nó nằm ở đâu? Holder đây. Đây là bài dữ liệu cái này. Vậy mình sẽ viết ở holder đây. Khoan từ từ. Tao viết ở đâu? Viết ở trên này đi. Tao viết ở trên này nha. Từ từ, text view. À, image view đúng không? Delete view. File view by đi. Không, không biết ở đây. Từ từ. Không biết ở dưới. Không cần file nữa, nó file rồi, đây rồi nè. Nó file đây rồi, tôi file gì lần nữa? Viết ở dưới nào. Viết ở dưới này mới đúng nào. Rồi. Holder. Chấm image view, delete, chấm set on click. Cái này mới đúng, các bạn viết file gì trên này nữa, tại vì file rồi. New on click listener. Được chưa? Bây giờ nè. Delete cái gì? Delete the position. Dữ liệu đây rồi. Đúng chưa? Nhìn nha. Viết cái hàm delete nè. On click này sẽ gọi đến hàm delete. If khoản thu chi down chấm delete. Nếu theo cái ID. Bây giờ tôi lấy được ID, đây có được cái ID này các bạn nè. Được chưa? Mã này là mã thu chi. Được chưa? Không phải mã loài nha. Rồi. Nếu thành công thì tôi sẽ tốt. Còn nếu không thành công thì tôi sẽ ra cái gì đó.
được chưa? Rồi nhìn nè, hàm này chưa có, viết hàm này, mã thu chi chưa có, ta lấy mã thu chi, bây giờ lấy mã thu chi trước nha. Lấy kiểu gì đây? Ta coi trong cái DB helper cái mã thu chi để integer đúng không? Bây giờ để nè, integer mã thu chi gắn bằng cái danh sách này các bạn nè, list là chấm get position. Thấy position nó đổi thành final chưa? Đúng chưa? Chấm get mã khoản thu chi đúng không? Hết lỗi chưa? Rồi bây giờ mình thiếu gì? Thiếu delete thôi. Khoản thu chi down nè, public static delete đâu? Thấy chưa? Public static void đã chứ. Bây giờ tôi không trả về void, tôi trả về boolean được không? Boolean để làm gì? À, đúng rồi, để trả về true hoặc false, tôi dùng trong cái điều kiện if để nó trả về true false, boolean delete. Đổi số truyền vào nè. Cái này không phải là chuỗi trạng thái mà cái này tôi để là integer mã loại mã thu chi. Đúng chưa? Return gì đi? Chu trước đi. Rồi bên này truyền vào cái gì? Ủa? Adapter chứ. Vậy tôi truyền vào context các bạn nha. Context ở đâu? Context ở đây đúng không? Tôi truyền vào context và mã thu chi, hết lỗi chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ nè, ta viết lại cái down. Array list model không cần, DB helper. Đấy, copy anh này xuống, SQLite DB sẽ gắn bằng helper.getRival, xóa lại cái rival. Đúng chưa? Đúng chưa? Tôi delete nào. DB.integer row gắn bằng delete. DB.delete truyền vào tên bảng. Chuyên vào tên bảng nha các bạn. Rồi đối số. Đối số là gì? Mã khoản bằng chấm hỏi đúng không? Nó xóa, nó phải xóa theo mã. Phải new string. Cái này bắt buộc phải là mạng. Cái này là ép kiểu sang chuỗi đúng không? Thế nó sẽ là string chấm value of mã thu chi. Bởi vì cái này bắt buộc phải chuyển sang chuỗi. Tại sao vậy? Tại vì quy ước nó vậy. Nó bắt buộc cái parameter của nó phải là một mảng, mỗi phần tử của nó phải là chuỗi. Cho nên kiểu gì thì kiểu tôi phải tôi phải add nó về. Đúng không? À không, cũng ép kiểu cũng được. Còn chấm thì nó cũng ép về chuỗi thôi. String value of cũng được thôi, cũng ép về chuỗi thôi. Rồi, ok, nào return gì? Nếu row lớn không thì nó sẽ return true, có nghĩa xóa được. Còn row mà không lớn không, nó return false, có nghĩa là không xóa được. Tại vì là cái row này nó trả về số dòng nó xóa được. Một dòng nó trả về một, hai dòng. Tại vì có khi các bạn xóa nhiều mà. Nó nếu xóa được có nghĩa là lớn hơn không, còn nhỏ hơn bằng không là không xóa được. Hiểu không? Ok, vậy tôi return cái này luôn được chưa? Rồi bây giờ xóa nào.
Đúng ra là các bạn phải hỏi nó là có chắc chắn xóa hay không. Íp cái này chui thì tôi tót nha. Có tót nào tao copy không mấy đứa? Adapter. Còn nếu không xóa được thì là ta ghi là thất bại. Khoan nào, nếu xóa thành công thì tôi làm gì nữa này các bạn nào? Tôi phải refresh lại cái adapter. Đúng chưa? Bản thân nó là adapter rồi. Thế tôi sẽ gọi lại cái anh này. Cái lead gắn bằng Clion. Clear. Lead sẽ gắn bằng chấm add-on. Tôi đưa cái dữ liệu vào là khoản thu chi down chấm read-on context. Khoan, cái này nó mới quan trọng nè, trạng thái thu hoặc chi nè, đúng không? Vậy tôi sẽ để cái này là gì đấy ạ? String trạng thái nè, đúng không? List chấm get gì position chấm get gì đâu được chết cha. Từ từ không sao. Tôi phải biết là nó lấy theo trạng thái gì. Khoan, tại vì cái này cái bản thân cái này nó không lưu trạng thái. Được, nhưng mà làm như vậy nó hơi bị mất công. Em hiểu ý không? Tôi đang nghĩ có cái giải pháp gì nó hợp lý đây. Không phải, tại vì cái này nó không có lưu trạng thái, mà trạng thái lưu ở bảng khác. Khoan từ từ nha. Cái này để em lốt lại thôi, chứ xóa thì nó xóa đúng. Xóa đúng chỉ lấy lại cái mà đã xóa thôi. Tôi có một cách thứ hai hay hơn. Không. Tôi có cách này hay hơn. Có cách này hay hơn à? Không. Cái gì? List.remove. Position. Im lặng đi để tôi làm cho coi nè. Đây, coi cái này là dit chấm notify để ra xét trên được chưa? Đúng không? Ok. Trả lại nha. Đây là tôi trả lại nha. Mẹo. Xóa ha. Lương thẳng bồn là xóa nè. Rồi xóa thành công được chưa? Mở lên hả? Mở nè. Khoản chi là vẫn đủ đúng không? Khoản thu nè. Khóa khoản chi nè. Nhìn nè. Du lịch đúng không? Xóa nè. Xóa thành công chưa? Coi lại dữ liệu nè. Khoản chi nè. Coi lại dữ liệu khoản thu nè. Không phải. Vấn đề nó nằm ở đây nè. Nghe nè. Để yên nào. Tôi giải thích cho nghe nè.
Nghe nè, đã giải thích là phải vẽ. Vẽ mới hiểu được. Bây giờ nha, cái quan tâm của mình là cái data đúng không? Data nằm ở database. Database tôi sẽ vẽ như này nè. Cái trung tâm tôi để giữa, đúng chưa? À, được chưa? DB đúng không? Ừ, DB nằm đây. Kể nó sâu sâu cũng được. Ok, nhìn nè, nó lại tình huống nó rơi vào như này nè. Cái các bạn đang nhìn thấy này có phải là cái list view không? Dữ liệu của nó có phải là cái list không? Thực ra cái này là dữ liệu đây nè. Dữ liệu đây là, đây là cái này là cái adapter nè. Cái adapter nè. Hay ta còn nói nó là cái view đi. Được chưa? Adapter để nộp nạp dữ liệu lên view mà. Những cái hay hơn của ta ở đây là nằm đấy là một cái list nè. Ở đây có phải ta có một cái array list không? Array list có phải nó cũng chứa dữ liệu không? Về nguyên tắc là như này các bạn nhá, nhìn nào. Nhìn nào. Tức là đầu tiên á, để móc dữ liệu xuống tôi sẽ đổ dữ liệu lên array list, đồng ý không? Đúng không? Array list này nè. Đúng chưa? Từ array list này tôi mới nạp vào adapter đúng không? Sau adapter thì nó đổ lên view đúng không? Rồi nghe nè, nghe nè. Nghe nè. Nếu mà đúng ra nguyên tắc thì khi tôi làm công việc xóa một cái view khác nhá. Tôi làm một view khác đi. Cái view khác đi, view này là view xóa, tôi cho nó là một cái hành động, đó là xóa đi. Delete đúng không? Nhìn nào. Có phải là tôi sẽ xóa, khi xóa thì nó sẽ xóa trên database đúng không? Xong rồi tôi mới nạp từ database xuống list đúng không? Tôi mới nạp ngược lại adapter đúng không? Nhưng bây giờ tôi làm thay vì là này, tôi vẫn xóa thế này, đồng thời tôi xóa thế này và tôi nạp ngược cái này về đây. Tôi không hề có cái ba bước này luôn. Nhưng khi tôi refresh lại thì nó vẫn refresh database bởi vì tôi có xóa database mà. Bước 1 nè. Khoan nghe này, bước 1 có phải xóa database không? Xóa database là xóa thực. Nhưng tôi không có load về cái này mà tôi xóa luôn cái anh này. Xóa một cái item ở trên này. Xong bước 3 tôi mới load nó về. Tôi không load trực tiếp từ database xuống qua cái này xuống mà tôi load gì ạ? Từ array list tôi xóa array list. Tức là tôi xóa cái dữ liệu trên array list là dữ liệu đã get về rồi. Tôi xóa về, nếu như các bạn là cái người mà xử lý các bạn sẽ không biết được. À nó đang xóa đâu tôi đâu biết. Tôi chỉ biết là nó xóa thành công và nó xóa thiệt. Nhưng thực ra xóa đấy là xóa, tôi xóa trên list. Tôi không hề có một cái thao tác nạp dữ liệu về. Nếu xét vào tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Tôi đỡ được cái get từ database xuống. Hiểu không? Tôi xóa đây, tôi remove một item của Aralit. Tôi nạp lại Aralit hết. Thì đúng, nhưng nó đôi khi nó cũng có nhược đấy. Nhưng mà trong tình huống này là tôi giải quyết đấy là một cách rất là nhanh gọn. Nhưng cách thứ hai, thế là có cách là các bạn phải ít ra các bạn, khi các bạn phải lưu lại cái biến gọi biến trạng thái. Bây giờ có cách dễ hơn nè, không phải query nè. Tôi lưu lại cái biến trạng thái, tôi để cho biến này bạn em để đâu cũng được, tôi thích để đâu cũng được, tôi để đâu cũng được, để đâu cũng quan trọng. Nghe nè, không phải nói gì. Không được để final thì nó là hằng số, nó sẽ cập nhật. Để static thôi. Public. Static.
string, trạng thái, biến này dùng chung. Để nun. Và nghe nào. Khi tôi xóa từ cái này. Đâu rồi? On click đâu rồi? Con từ từ. Từ từ. Cái này là adapter đúng không? Khoan nha. Adapter là anh này. Khoan từ từ. Tôi click vào đây. Khoan nha. Bây giờ nó sẽ đi từ đây nè. Giao diện này, click vào đây thì làm sao nó biết tôi đang click vào chi? Thôi được rồi, dễ rồi. Khi tôi load cái này lên, tôi set luôn. Set luôn. Đúng rồi. Đây nè. Set luôn, nếu tôi làm khoản cái này đúng không? Đúng rồi. Khoản thu chi đao chấm trạng thái bằng cái này là thu đúng không? Đúng chưa? Cái này sẽ là gì? Chỉ tôi đi từ đây thôi. Rồi đây, adapter nè. Tôi sẽ load dữ liệu lại này, như các bạn nhìn nhá, tôi bỏ nè. Nghe. Bây giờ tôi không làm kiểu này nữa. Kiểu này thì tôi làm mèo quá. Bỏ cái này đi. Đường chính nè. Lít nè, chấm nè. Clear nè. Đâu cái đấy là sáng tạo mấy đứa ơi. Clip nè, chấm add on nè. Add on cái gì? Cái khoản thu chi đao. Chấm read on đúng không? Đúng không? Đưa context vào. Đưa cái trạng thái vào. Trạng thái có phải là tôi để khoản thu chi đao chấm trạng thái không? Được chưa? Ok. Rồi notify thôi. Bây giờ chạy lại nha. Xóa là xóa hết đấy. Chưa có làm thêm mà. Dữ liệu bây giờ là xóa sạch á. Lại nhìn. Trời. Tài ơi. Tài. Cô xóa cái thu đi. Cái kia nó có hai. Cái kia tôi cũng xóa mất rồi. Xóa chi nhá. Xóa thành công được chưa? Mất tiêu chưa? Qua thu nào. Ổn chưa? Hay chưa? Mấy mèo vậy chứ. Không ai mà đi ghét lại cực lắm. Khi làm, nếu các bạn tránh trường hợp mà connect với database càng nhiều càng tốt. Chứ không phải ai móc ngược lại xong rồi lấy ra, móc ngược lại lấy ra cực. Mà nó rối nuôi không? Đây, tôi đặt một cái biến. Biến này biến static, biến tổng, tức là gọi là biến toàn cục á. Khi tôi vào thu, tôi gắn thu cái vào chi, gắn chi. Chạy lại nè. Vào thu nè. Xóa nè. Xóa chưa? Có lỗi đâu. Lỗi gì lỗi? Chưa? Ok chưa? Thấy nhẹ nhàng và tình cảm chưa? Dễ. Vấn đề là mình xử lý, mình phải nghĩ tư duy, mình nghĩ sao? Xử lý đơn giản nhất có thể.